Xin chào tất cả bà con. Rất nhiều bà con hỏi nhà vườn Vũ Tiến là tại sao cây sung Mỹ nhà mình khi trồng ra quả rồi mà những lứa sau nó lại không ra quả nữa, thì làm cách nào để cho cây sung Mỹ nó ra sai quả. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách làm cho cây sung Mỹ nhà mình ra thật nhiều quả, sai quả, và đặc biệt là quả to và cây cối phát triển ổn định. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con. Thì bà con có thể nhìn sau lưng em là một cây sung Mỹ, hiện tại thì cây đang ra rất là sai quả. Đấy. Và làm cách nào để có một cây sung Mỹ ra sai quả như thế này thì em sẽ chia sẻ ngay cho bà con. Thì bà con có thể thấy thì cây sung Mỹ thì nó sẽ ra quả ở những nách lá như thế này. Đấy. Và khi mà nó chín rồi thì là những đợt sau thì nó sẽ không ra lại ở đây nữa. Đấy. Thế nên là bà con phải thường xuyên là cắt tỉa những cái cành già đi để nó ra những cành non mới thì nó sẽ ra quả như thế này được. Và cộng thêm là một cái mẹo nữa là bà con nên vít cành. Ví dụ như cái cây cành như thế này, dài như thế này, thì bà con kéo nó nghiêng sang một bên như thế này, nghiêng một góc 90 độ. Đấy. Để cho cái cây này nó song song với cái mặt đất, và bà con lấy dây buộc cố định để cho cái cành sung Mỹ này nó nằm ngang như thế này. Nhằm mục đích gì? Thì nhằm mục đích là làm cho rất là nhiều các cái mầm non nó sẽ mọc hướng lên trên, và nó sẽ ra rất là nhiều mầm non mới. Thì vừa là mình không cần phải cắt cành mà nó lại ra được nhiều mầm non mới. Thì ở những cái mầm non mới như thế thì nó sẽ ra được nhiều quả hơn. Đấy, mà bà con xem, đây, đây là nó ra mầm non mới thì là nó ra quả các cái kẽ lá mới. Đây mà bà con xem. Còn những cái cây cành nó già đi thì nó không bao giờ có thể ra quả lại được nữa. Thế nên bà con hiểu ý em chưa? Là mình làm sao cho cái cây sung Mỹ nhà mình nó ra càng nhiều nhánh mới thì nó mới lại càng nhiều quả. Đấy. Làm sao bà con làm sao cho cây sung Mỹ nhà mình nó ra càng nhiều nhánh. Đấy. Thì cứ nhánh nào ra mới là nó lại ra quả. Đấy. Mà giống này nó ra quanh năm. Quanh năm thì bà con là lúc nào cũng có sung Mỹ ăn. Thì đây là một cái cây sung Mỹ được khoảng tầm 1 năm tuổi và nó đã cao to và đã ra quả 3-4 nứa rồi. Và em cũng thường xuyên cắt tỉa. Ví dụ đợt trước là em cắt đến đây này, em bấm một lần này, xong cao cao đi này bấm tiếp. Thì giờ nó lại ra rất là nhiều tán, và cứ khi tán mới là nó lại ra quả. Đấy. Thế nên là bà con khi trồng sung Mỹ thì chỉ cần làm những cái bước đơn giản như thế thôi thì là cây sung Mỹ nhà mình nó sẽ ra được sai hoa sai quả, sai quả như thế này. Đấy, cứ hết cái nứa này nhá. Bà con một là vít cành xuống như thế này thì không cần phải bấm. Hai là bà con bấm luôn sát vào đây, nó lại ra cái ngọn mới, nhánh mới thì lại có quả mới. Đấy. Không thì nếu bà con không muốn cắt bỏ thì bà con lại vít cành xuống như này, lấy cái dây buộc vào ngọn như này xong kéo xuống. Vuông song song với mặt đất. Đấy. Như thế này để cho các cái mầm nó sẽ lên. Đấy, nó sẽ lên rất là nhiều mầm thẳng hàng nhau và nó sẽ ra rất là nhiều quả. Đấy, đây là một cái mẹo rất là đơn giản. Đấy, bà con mà có nhu cầu mua cái giống sung Mỹ này thì hãy liên hệ cho nhà vườn Vũ Tiến. Đấy, qua số điện thoại là 0388 744 666 hoặc kết bạn Zalo với nhà vườn Vũ Tiến thì em sẽ gửi cây giống cho bà con trên toàn quốc. Đấy, cây giống sung Mỹ thì các bác trồng 4 tháng là có trái rồi, thế nên là rất là nhanh. Cây giống ở bên nhà vườn thì cũng rất là đẹp. Và bà con muốn mua trực tiếp thì có thể là truy cập vào website nhavườnvutien.com để mua đặt hàng trực tiếp trên website nhavườnvutien.com. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video về chia sẻ về cây sung Mỹ của nhà vườn. Cảm ơn bà con rất là nhiều.